Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây này, đây là Acer Nitro 5 bản 2021. Tuy nhiên cái điều thú vị là mình mượn được cái phiên bản sử dụng Core i5-11300H. Đấy, 10 nanomet đây các bạn, xịn sò đấy. Thực tế mà nói thì năm nay Intel Gen 11 thì bị ý kiến khá là nhiều. Thế thì mình cũng khá là tò mò để xem với một cái laptop gaming với mẫu Nitro 5 này thì các bạn cũng hiểu nó là cái mức gọi là tầm trung thấp. Giá con này chỉ vào khoảng tầm 2-3 triệu 790 nghìn. Tại laptop new đang bán và tặng kèm rất nhiều những ưu đãi, ví dụ như cái gì đây, ba lô gaming này, chuột gaming này, tai nghe gaming này, tặng luôn thêm cả một thanh RAM 8GB, là các bạn có 16GB RAM luôn. Rồi các kiểu phím dưới nữa, một đổi một trong 30 ngày, thêm một tháng bảo hành nữa. Ủa, nói chung là nhiều vãi, các bạn cứ tham khảo thông qua link phía bên dưới tại laptop new nhá. Nói chung mức giá tại đây thì có thể nói là cực kỳ ngon để các bạn có thể trải nghiệm một cái laptop gaming như thế này. Thế thì quan trọng ở tầm giá có bao nhiêu? Gần 24 triệu. Các bạn có Core i5-11300H, các bạn có GTX 1650 và cái màn hình của chúng ta sẽ có tần số quét là 144Hz, thì nó cũng đã có sự nâng cấp so sánh với trước đây về cái mặt thông số. Vậy thì cái quan trọng nhất là với 11300H nó mang lại trải nghiệm như thế nào, thì trong cái video này mình sẽ giải đáp một cách kỹ càng hơn và chia sẻ đến cho các bạn một cách nhiều hơn. Chứ còn với GTX 1650 4GB chắc là quen thuộc quá rồi, đúng không? Rồi, đi vào vấn đề chính luôn nhá. Hiệu năng của con CPU mạnh hay là không? Thì không biết là cái máy này của mình sao hay là BIOS như thế nào. Nhưng trong những bài test của mình, cho dù là mình stress test hay cho dù là mình chơi game, thì CPU nó chỉ ăn tối đa có 35W điện mà thôi. 35W điện, ít thế. Ít vậy thì có mạnh được hay là không? Thì câu trả lời của mình đó là khá ổn, chứ không thực sự là quá ấn tượng. Mình có chấm thử bằng Cinebench R23 thì cái điểm số nó vào khoảng tầm 5.000 mấy á, tức là nó mạnh hơn so sánh với con i7-1165G7. Cái con vốn được chỉ config ăn được tầm khoảng 28W thì con này nó mạnh hơn một chút xíu. Và nó đều là 4x8 luồng cả, nên thực tế để mà nói thì hiệu năng của con này chưa thực sự làm thỏa mãn mình. Cái quan trọng á là trong quá trình mà mình test ăn có bao nhiêu, 35W như thế, CPU mát vãi đạn luôn. Thề, kể cả mình để chế độ balance, CPU lúc nào chỉ tầm khoảng có 60 mấy độ. Thế thì tại sao Acer không bung cho nó thêm đâu đó tầm 10W điện nữa đi? Đấy, để chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ hơn. Mình nghĩ nó đến từ vấn đề Intel đã config con này ở mức TDP up vào khoảng tầm 35W và TDP down là 28W. Thế nên những hãng như Acer không thể nào bung được thêm sức mạnh của nó lên nữa. Và kết quả chúng ta có một con CPU ổn định, cực kỳ mát là khác. Thế bạn cứ hiểu tưởng tượng benchmark mà mình có 60 mấy độ chơi game, ví dụ như CSGO này, PUBG các thứ này, nó ăn bao nhiêu? Đâu đó chỉ tầm khoảng 20W cho đến 30W thì làm sao mà nó nóng được, đúng không? Nên là rõ ràng nhiệt độ cũng là một trong những thứ mà mình cảm thấy vô cùng hài lòng trên cái laptop này. Với cái phần mềm NitroSense á, các bạn cũng có thể bật được cái chế độ max quạt lên, cooler boost đó. Thì cái vấn đề ở đây là không cần phải sử dụng đến cái tính năng này. Các bạn cũng đã có một cái nhiệt độ cực kỳ quá mát mẻ trên cái laptop này rồi, nên là cho các bạn nghe thử nhé. Nên là chúng ta không bao giờ phải bận tâm quá nhiều đến những cái tiếng như thế này các bạn ạ. Đấy. Rồi, nói chung hiệu năng của CPU thì nó là như vậy. Vậy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề gaming hay cái quá trình mà các bạn làm việc hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy là không. Rất mừng là phần lớn những cái tựa game ở thời điểm hiện tại thì nó đều tối ưu gần như là cho GPU là chính, ngoại trừ một vài những tựa game ăn CPU rất là nhiều, ví dụ như là CSGO. Thì con này cũng được cái là xung đơn nhân của nó vẫn có thể boost được lên tới 4.4GHz, và với cái mức xung nhịp này thì các bạn có thể thoải mái để mà kéo tất cả những tựa game ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên là với 1650 thì các bạn sẽ không thể nào có thể chơi được những tựa game AAA với mức setting ngút trời, mà thực tế nó chỉ phù hợp nhất với những tựa game eSports mà thôi. Thì mình có thử ở đây là với PUBG với cả CSGO thì có thể các bạn có thể thấy FPS trên màn hình rồi, rất ổn để chúng ta chơi với cái màn hình 144Hz như thế này. Nên là thôi, mình cũng sẽ bỏ qua đến những yếu tố khác. Hiệu năng như vậy là quá đủ rồi nhá. À, có một cái lưu ý thêm dành cho các bạn, GPU của con này cũng mát vãi đạn luôn, ăn 60W ổn định, nhiệt độ cũng chỉ có 6X độ. Trời ơi, mẹ, lâu lắm rồi mình thấy một con laptop của Acer mà nó mát như thế này luôn đấy. Kinh nhỉ. Trong một phần
do tản nhiệt quá tốt, và một phần nữa đến từ con CPU cực kỳ mát mẻ của nhà Intel. Ok, à nhưng mà các bạn cũng lưu ý, chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản khác sử dụng Core i7-10870H và GTX 1650 Ti, giá là khoảng hơn 25 triệu. Thì nếu như các bạn mà không cần những thứ sau đây thì các bạn cũng có thể lựa chọn phiên bản đó để chúng ta có một hiệu năng mạnh mẽ hơn. Rồi, quay sang những thứ mà con này xịn sò hơn. Thứ nhất, đó là nó có Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6 Killer luôn. Vẫn có luôn cả jack mạng LAN. Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như các bạn mà sử dụng cái mạng Wi-Fi để mà chơi game thì cái Wi-Fi này cũng sẽ tối ưu đường truyền mạng để giúp các bạn gaming tốt hơn. Và đây là một điều vô cùng hữu ích nếu như các bạn không muốn DJ. Và đương nhiên các bạn muốn DJ vẫn có jack mạng LAN RJ45 nên các bạn không bao giờ lo ping lag. À, ok. Và trong cái tầm giá hơn 20 triệu một cái laptop gaming có những cái điều như vậy, đây là một cái điểm cộng của Nitro 5. Thứ hai, bàn phím này full size luôn. Full size nhá, thế nên vừa chơi game ok mà vừa làm việc cũng ok. Hành trình phím mình thấy khá là sâu, gõ phím rất là chắc chắn. Và sờ vào đây mình cũng có cảm giác là Acer đã hoàn thiện cái phần bàn phím này một cách tốt hơn. Cái kiểu thiết kế của nó thì giống như là viên pudding ấy, bên trên mặt đen, bên dưới thì nó là làm trắng trắng để mà chúng ta tỏa đèn LED. Và chúng ta sẽ có 4 zone để giúp các bạn tùy biến được cái RGB. Nhưng đáng tiếc nó là 4 zone thôi chứ không phải là RGB per key. Nên đây cũng là một cái lưu ý dành cho các bạn, và tầm giá thì mình chấp nhận được cái điều này. Tiếp đến, bởi vì nó là Intel thế hệ thứ 11, vậy nên nó hỗ trợ PCI Express Gen 4. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn có thể sử dụng ở đây những cái mẫu SSD với tốc độ cực kỳ cao. Nhưng bởi vì đây chỉ là một mẫu laptop giá rẻ, thế nên là cái SSD đang sử dụng bên trong này với dung lượng 512GB đến từ SK Hynix, nó chỉ là PCI Express 3.0 và nó chỉ có tốc độ đọc vào khoảng tầm 3GB giây thôi. Nói chung là như thế nó nhanh chóng hết cả mặt rồi. Nhưng mà nếu như các bạn có nhu cầu nâng cấp thêm, kiểu các bạn thừa tiền ấy, thì các bạn có thể lắp thêm vào, và chúng ta thậm chí còn có 2 slot M2, thêm luôn một khe cắm HDD 2.5 inch nữa. Ui, được vãi luôn đúng không? Tự nhiên đóng quả SSD tầm 4TB vào đây để mà lưu trữ dữ liệu mà hết bài đúng không? Mình hiểu ý của các bạn. Có một cái điều mà các bạn sẽ cần phải lưu ý, cái máy này mặc định sẽ chỉ có 8GB RAM bus 3200, nhưng mà tại laptop new thì có tặng kèm thêm cho các bạn 8GB RAM nữa, tức là các bạn sẽ có tổng cộng 16GB RAM. Mình thì ở đây test mới chỉ là 8GB RAM thôi, và nó là một thanh RAM, thế nên hiệu quả trong một vài những bài test, ví dụ liên quan đến hiệu năng, ví dụ liên quan đến bung sức mạnh của GPU, CPU hay thậm chí là FPS trong quá trình chơi game, thì nếu như các bạn sử dụng hai thanh RAM nó sẽ bung được lên mạnh mẽ hơn. Và đây mình nghĩ cũng là một trong những cái yếu tố mà cái mức hiệu năng của con này không thực sự được bung hết trong những cái bài test của mình. Nhưng bởi vì mình chưa có bóc cái máy này ra được để mà lắp thêm RAM nên là mong các bạn thông cảm nha. Ok, rồi đến những thứ khác đi. Nó có đầy đủ những cổng kết nối, ví dụ như là USB-A, có tới 3 cổng được phết, có cổng HDMI full size, có luôn cả cổng USB-C, hỗ trợ Thunderbolt 4 và nó tương thích ngược lại với cả USB 3.2 Gen 2 20GB. Vậy nên tất cả những mẫu SSD rời xịn sò bên ngoài bây giờ các bạn đều có thể sử dụng một cách ổn hết trên cái laptop này. Một mẫu laptop gaming giá rẻ nhưng hỗ trợ tất cả những công nghệ mới xịn sò nhất, thì đây là một trong những cái điểm cộng của cái mẫu laptop này. Rồi, bây giờ mới quay trở lại cái vụ màn hình các bạn ạ. Màn hình của con này mình bị bất ngờ, bởi vì trong tầm giá hơn 20 triệu lại là laptop gaming thì rất nhiều hãng sẽ tập trung hết tối đa vào cái cấu hình mà lược bỏ đi những yếu tố có thể khiến cho các bạn cảm thấy hơi khó chịu trong quá trình sử dụng. Ví dụ như cái màn hình, nhiều màn hình chỉ là bao nhiêu, 42% NTSC, 120Hz, 144Hz. Rồi nhiều mẫu laptop sử dụng tấm nền TN cho nó hạ giá thành xuống, nhìn màu chán vãi cả đạn luôn. Con này 100% sRGB, nghe chưa? Các bạn không nghe nhầm, nó 100% sRGB trong một mẫu laptop gaming chỉ có mức giá hơn 20 triệu. Đòi gì nữa? Trời ơi, con này mà nếu các bạn mua về làm edit video, edit hình ảnh cũng mang lại trải nghiệm quá tốt rồi. Không có điều gì phải suy nghĩ rồi. Tương phản, độ sáng đều ok, màn hình phủ mờ, sử dụng ngoài quán cà phê cũng ổn hết. Đấy, webcam có sẵn luôn, mấy anh chị em sinh viên học online cũng phải hết sẩy. Nhưng mà lưu ý nhé, nó không có cái nút gạt để mà tắt camera nhanh nên là nhớ tắt thật kỹ, không lộ clip ra buồn cười lắm. Đó, nói chung là đầy đủ hết tất cả những thứ để giúp các bạn học tập, làm việc, ăn chơi, chơi game, đều đủ hết. Nhưng rõ ràng cái gì chúng ta cũng phải trả giá. Ví dụ như trackpad này thì thậm chí nó còn không được cả phủ kính lên, dít thì nó không sướng. Thực ra nó vẫn có những cái độ mướt nhất định thôi, nhưng mà không thể nào mướt được bằng việc phủ kính. Và đây là một cái điểm mà mình nghĩ là thực ra thêm có tí thôi mà, đáng bao nhiêu đâu, sao trang bị thêm đi. Ok, hay. Cái vỏ bên ngoài của nó thì hoàn thiện 100% từ nhựa. Vẫn biết là nhựa thì có nhựa zip và nhựa rát, nhưng mà cái nhựa mà nó được sơn một cái lớp hoàn thiện bóng bóng như thế này lên thì à, các bạn thấy gì chưa? Nó bám vân tay nhiều vãi. Nó lại còn là màu đen nữa, nên là những cái vân tay đó nó lại càng lộ. Mà vệ sinh nó còn khó nữa.
Nên đây cũng là một cái lưu ý dành cho các bạn, hay những cái đường phát ở đây này. Thực tế mà nói thì bây giờ cái xu hướng làm laptop hầm hố kiểu như này này, làm những cái đường thiết kế kiểu phá cách như này này, nó hơi xưa xưa rồi. Bây giờ nó mang cái form thiết kế là càng đơn giản, càng đẹp, càng tốt, càng hay, càng dễ tiếp cận. Đó, nó là như vậy. Cái con laptop này với màn hình như vậy, nó rất phù hợp với những bạn làm content creator, edit hình ảnh, Photoshop, edit video các thứ. Thì nếu như nó có thêm cái khe cắm thẻ nhớ SD vào đây nữa thì nó còn tuyệt vời hơn. Nhưng mà chắc là chứa tản nhiệt từ các thứ nên là không đủ không gian, nên chúng ta phải chấp nhận được cái điều này. Nói chung, với tầm giá của bao nhiêu? 23.790.000. Cái các bạn nhận được đó là một thiết bị với những công nghệ mới của Intel Gen 11 hỗ trợ, như là PCI Express Gen 4, ví dụ như là chip mới mát mẻ hơn, ăn ít điện hơn mà vẫn mang lại một hiệu năng khá tốt, game cùng các thứ ok. Nhưng những thứ mà các bạn sẽ phải chấp nhận, ví dụ như là thiết kế phun nhựa, bám vân tay hơi nhiều, rồi là hiệu năng thì không thực sự quá cao, nếu không muốn nói là không phải là cái hiệu năng tốt nhất các bạn có thể tìm thấy trong cái tầm giá này. Vậy các bạn nghĩ sao, có chấp nhận được Acer Nitro 5 hay là không? Nhớ tham khảo mức giá tại Laptop New để có sự lựa chọn hợp lý nhất nhé. Đây là phiên bản i5-11300H. Và các bạn lưu ý, thêm một chút tiền nữa chúng ta cũng sẽ có i7-10870H và GTX 1650 Ti. Link sẽ ở phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.